Rồi, mến chào bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái máy khoan tay hiệu Tốc Đô ha. Hàng này là hàng chất lượng cao các bạn nha. Rất là đẹp. Để mình khui hộp để cho xem. Nếu anh em nào mà có nhu cầu mua thì cái máy này là 650 ngàn bao ship luôn nha. Bao ship về tới nơi 650 ngàn. Nếu anh em nào mua thì chuyển cọc cho mình 100 ngàn rồi mình bắt đầu mình gửi hàng ha. Rồi để mình khui hộp để cho coi. Ây da, đây đây nha các bạn nha, máy rất là xịn sò chứ không phải là như là những cái máy khác đâu nha. Đây, rất là đẹp luôn. Cái này lõi đồng á, lõi đồng nó gồm có kèm theo là hai cục pin pin 16,8V 2000 mAh một cục nè, hai cục nè, 16,8V 2000 mAh ha, và một cái cục sạc đây. Còn em của nó rất là đẹp các bạn nè, thấy không, cái bát sau này bằng sắt nè, chất lượng chưa. Rồi đây có hai chế độ khoan, chế độ nhanh và chậm 1, 2 nè đó, chế độ nhanh và chậm đó, rất là chắc chắn chứ không phải lỏng lẻo như những cái máy kia đâu ha. Bạn nhìn thấy chất lượng, thấy là thấy chất lượng phải không. Đây mình sẽ bỏ pin vô cho các bạn xem. Rồi mình bỏ pin vô rồi nè, thấy không, mạnh ghê chưa. Đó, cái này là các bạn này, số chậm nè, số 1 nè, số 2 nè. Cái này nó khoan được từ mũi 1 đến mũi 23. Rồi lộn lộn. Cái này mũi có 10 ly các bạn. Nhưng mà cái này nó không có chế độ búa nha các bạn nha. Còn cái mà cái số này là cái cấp để mà trượt á, thí dụ như là mình dặn vít hay dặn ốc á, tới cái mức mà cái mức đó là mình thấy nó vừa cái mức cứng rồi mình trượt. Thí dụ như là mình bắn vít đi, bắn tôn đi, mình bắn tôn thì thí dụ như mình bắn cái loại mà ốc vít nhỏ xíu vậy thì mình để chế độ thí dụ như 1, 2, 3 gì đó, mình thấy nó vừa là được, nó chạy tới cái mức đó nó sẽ tự tự trượt đi. Rồi còn tới cái lúc mà mình bắt ốc càng lớn thì bắt vít càng lớn thì mình càng để chỗ cái chế độ trượt nó lớn hơn. Cái này 100% lõi đồng ha. 650 ngàn là bao ship tận nơi luôn. Maximum 10 ly. À đây. Lộn, maximum 10 ly nè. Đúng không? 16,8V. À, 500 trên 2000 tua. 2000 mà nó giảm xuống còn 500. Nó giảm xuống còn 500. Rất là nhanh, cái này bắn vít đồ nhanh lắm các bạn ơi. Đó. Ở đây có hai số, một số nhanh và một số chậm. Đây là số chậm nè. Đó, chỉ có bắn vít thôi. À, hàng chất lượng cao, anh em nào muốn mua thì bấm vào trong chữ xem thêm vào phần mô tả video nha. Lấy số điện thoại trong đó. Đây có báo pin luôn nè các bạn. Báo pin và đèn chiếu để mình thấy đường mình bắn luôn nè. Rồi bấm vào xem thêm vào phần mô tả video, lấy số điện thoại trong đó ha. Rồi, rất là đẹp luôn các bạn. Đấy. Rồi mến chào các bạn nha.